Chào các bạn nha. Hôm nay mình thả lươn 10 ống nhưng mà được một ống cỏ thôi. Mà một ống cỏ này thì một con nó chết rồi. Mở cho các bạn xem nhé. À, một con to này, một con nhỏ này. Đó, to lắm. Nhưng mà nó chết rồi. Ăn bùi thực hay sao mà nó chết ấy. Con này nhỏ quá thôi thì thả về tự nhiên. Đi đi. Anh không ăn mày đâu. Khi nào to rồi thì rồi là nữa nha. Bye bye chú nha. Nhỏ quá là đi đi. Đấy, thả từ về tự nhiên cho nó các bạn này. Đó. Con này thì chắc là về bỏ trong tủ. Rồi là cho nấu cho chó ăn. Đấy, còn hôm lươn này anh em, đẹp luôn này. Đó, khi nào xong rồi là các bạn xuống rửa cho sạch nhé. Đấy, xuống rửa cho sạch đấy. Ngày mai hoặc là ngày kia này, càng ngâm nước càng đẹp các bạn này. Đó, các bạn sóc cái mùi cũng cho ra hết đi. Đó, thế là nó sạch sẽ thôi. Đó, còn cái này thì đưa vào bò để nấu cho chó ăn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay 10 ống mà không có luôn. Thật là tiếc.